Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi của một cô giáo chiếm đoạt hơn 83 tỷ đồng. Tai nạn kinh hoàng, xe container tông sập nhà dân, tài xế tử vong trong cabin. Bình Dương, triệt phá thành công đường dây làm giả giấy tờ quy mô cực lớn. Đang điều trị bệnh phải ngồi xe lăn, cán bộ y tế bất ngờ bị điều động luân chuyển đi cơ sở. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, thông tin từ tỉnh Bắc Giang cho biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa tuyên trung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1983, trú tại thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2020 đến năm 2022, Huế đã chiếm đoạt hơn 83,2 tỷ đồng từ 24 nạn nhân, chủ yếu cư trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Thị Huế từng là giáo viên, ban đầu Huế mở văn phòng giao dịch bất động sản và vay tiền của nhiều người để kinh doanh. Tuy nhiên, do không thể trả nợ, Huế đã sử dụng các thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản như nhận tiền góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản, vay tiền người này trả nợ người khác. Nhận tiền đặt cọc và mua bán lô đất, dù không có đất để bán hoặc nhận bán hộ lô đất đã góp vốn và chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Cụ thể thủ đoạn thứ nhất, Huế nhận tiền góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản và vay tiền của người này trả nợ cho người khác, trả nợ xoay vòng kèm hứa hẹn trả lãi suất cao khiến nhiều người tin tưởng. Thủ đoạn thứ hai của Huế là nhận tiền đặt cọc tiền mua bán lô đất mặc dù không có đất bán. Với thủ đoạn này, Huế lửa của anh NDT, trú tại thôn Sàn, xã Tân Thành, Lạng Giang, 11,71 tỷ đồng. Thủ đoạn thứ ba, thời điểm năm 2020, thông tin về dự án khu đô thị mới phía Tây, thị trấn Vôi được nhiều người quan tâm. Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Xanh Len đều chủ đầu tư ký hợp đồng nguyên tắc về việc độc quyền môi giới sản phẩm thuộc dự án. Theo nội dung hợp đồng nguyên tắc, thì công ty Sanlen được độc quyền môi giới sản phẩm tại dự án này và được chủ đầu tư dự án cam kết ưu tiên bán sản phẩm cho khách hàng của công ty Sanlen. Công ty Sanlen huy động vốn người có nhu cầu mua đất bằng hình thức ký với khách hàng một bản hợp đồng vay vốn và một bản đăng ký mua lô đất dự án khu đô thị mới phía tây thị trấn Vôi, đưa vào một phong bì niêm phong. Khi khách hàng chuyển nhượng cho người khác, thì đến công ty Sanlen xác nhận để phát hành một phong bì niêm phong mang tên khách hàng mới. Lợi dụng việc độc quyền mua giới sản phẩm này của công ty Xanh Len, Huế đã đứng ra nhận mua bán nhiều lô đất thuộc dự án. Chị d h trú tại thị trấn Vôi bức xúc. Tháng 4 năm 2022, tôi mua lô đất khu đô thị phía tây thị trấn Vôi bằng hình thức góp vốn hơn 1,4 tỷ đồng với công ty Xanh Len, được công ty giao cho một phong bì niêm phong chứa giấy tờ lô đất mang tên tôi. Ngày 27 tháng 4 năm 2022, tôi nhờ Huế bán hộ lô đất này nên mang phong bì thư đến công ty xanh len, giao cho nhân viên để gửi lại Huế. Ngay lập tức, Huế đã làm thủ tục sang tên lô đất này cho một người khác để vay tiền và chiếm đoạt của chị H. Cùng thời gian, với tính chất bạn hàng làm ăn, Huế còn có 3 lần rủ chị H góp vốn đầu tư, mua bán lô đất tại khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi. Sau khi chị H góp tiền, Huế lấy để trả nợ cho người khác tổng số tiền chiếm đoạt của chị H là hơn 7,2 tỷ đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự, theo thống kê, liên quan đến công ty Xanh Len, Huế đã lừa của 13 người với số tiền hàng chục tỷ đồng. Tại thời điểm xét xử, Huế còn đứng tên hai thửa đất tại huyện Lạng Giang và ba thửa đất tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Năm thửa đất này tạm ngừng giao dịch để phục vụ điều tra. Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án rất phức tạp, số tiền thiệt hại quá lớn liên quan đến nhiều nạn nhân. 24 nạn nhân bị Huế lừa lâm vào cảnh sống dở chết dở bởi hầu hết họ đều huy động vốn từ nhiều nguồn để đầu tư chung nhằm kiếm lời. Đáng chú ý là bị cáo chưa bồi thường cho các bị hại, nguy cơ bị hại mất trắng số tiền đã giao cho Huế đang hiện hữu. Chiều ngày 5 tháng 10, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông là một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nam tài xế hơn 30 tuổi điều khiển xe container biển số Đà Nẵng lưu thông trên đường tỉnh Lộ 8 hướng từ vòng xoay Củ Chi về tỉnh Bình Dương. Gần đến tòa án huyện Củ Chi, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, xe container bất ngờ tông giải phân cách, lao sang làn ngược lại rồi đâm vào nhà dân bên đường. Cú tông mạnh khiến căn nhà cấp 4 đổ sập, các bức tường cột bê tông bị vỡ nát và nhiều tài sản bị hư hỏng. Một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, những người trong căn nhà đang ở phía sau nên không bị thương. Tuy nhiên, nam tài xế tử vong và mắc kẹt trong cabin bị biến dạng. Chị Trần Trinh, người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, đang ở trong nhà thì nghe tiếng động mạnh, chị chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng hỗn loạn. Chị Trinh kể, xe container tông sập căn nhà ngay cạnh nhà của tôi, gạch bê tông vỡ vụn, khói tung bụi mù mịt cả một đoạn đường. Rất may, người trong nhà đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra. Phương tiện chuyên dụng được huy động đưa xe công tần nơ và tài xế ra ngoài. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế buồn ngủ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Ngày 5 tháng 10, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một triệt xóa một đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với quy mô và số lượng lớn. Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng gồm Lê Thanh Nguyền, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, Bùi Văn Đức, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Hòa Bình. Trần Văn Hảo sinh năm 1996, ngụ tỉnh Gia Lai, Trần Văn Hoàn sinh năm 1993, ngụ tỉnh Gia Lai và Dương Thanh Tùng sinh năm 1993, ngụ tỉnh Gia Lai có hành vi mua bán làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tại các khu vực thuộc địa bàn phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật sử dụng để làm giấy tờ tài liệu giả gồm các thiết bị điện tử, máy in màu, tem, phôi trắng và hàng trăm loại giấy tờ thành phẩm, bằng tốt nghiệp thạc sĩ đại học cao đẳng Trung học phổ thông, thẻ căn cước, giấy khai sinh, các loại chứng chỉ, bản sao chứng chỉ. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tạo nhiều tài khoản Zalo, Facebook liên kết với trang fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để nhận làm những giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy đăng ký kết hôn, bằng cấp các loại hoặc những giấy tờ theo yêu cầu của khách sau khi hoàn thiện sản phẩm chúng trực tiếp giao hàng cho khách để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng đây là đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn hoạt động tinh vi và sử dụng công nghệ cao những loại giấy tờ giả mạo không chỉ nhằm lừa dối các cá nhân và tổ chức mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của xã hội công tác quản lý hành chính việc sử dụng các loại giấy tờ giả này có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề về an ninh như gian lận trong thi cử xin việc làm vay vốn ngân hàng mua bán tài sản thậm chí là tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác không nên tin tưởng và sử dụng các dịch vụ làm giấy tờ làm giả trên mạng xã hội tránh những hậu quả pháp lý không mong muốn nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc biết về các hoạt động làm giả giấy tờ người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời vụ việc đang được điều tra mở rộng để làm rõ thêm các đối tượng liên quan mới đây theo nguồn thông tin từ sở y tế tỉnh thừa thiên huế cho biết lãnh đạo đơn vị vừa làm việc với ban giám đốc trung tâm y tế huyện phú lộc để kiểm tra về quy trình điều động luân chuyển bổ nhiệm bác sĩ lê khắc thu trưởng phòng khám thuộc trung tâm về làm trạm trưởng trạm y tế xã lộc thủy huyện phú lộc trong thời gian người này đang điều trị cho phẫu thuật bệnh xương khớp tại bệnh viện trung ương huế qua làm việc và trao đổi với báo chí, ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế khẳng định, việc Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc ban hành quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Lê Khắc Thu, người đang là bệnh nhân điều trị bệnh tại bệnh viện là không hợp tình, không hợp lý. Trước đó vào tháng 8 năm 2024, Đảng ủy Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc tổ chức họp bàn về công tác luân chuyển cán bộ của đơn vị. Qua đó, đề xuất đưa bác sĩ Lê Khắc Thu, trưởng phòng khám của Trung tâm Y tế Phú Lộc, về làm trạm trưởng trạm y tế xã Lộc Thủy, điều chuyển bác sĩ của trạm y tế Lộc Thủy lên cơ sở hai chân mây xã Lộc Thủy thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. Phía đảng ủy xã Lộc Thủy cũng đồng ý việc triển khai công tác cán bộ y tế tại địa phương. Liên quan công tác luân chuyển, điều động bổ nhiệm kể trên, theo ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế, vào ngày 16 tháng 9, bác sĩ Lê Khắc Thu có đơn kiến nghị gửi lên sở với nội dung trình bày Bản thân từng công tác tại các cơ sở y tế có nguyện vọng xin ở lại trung tâm y tế huyện để tiện chăm sóc cho bản thân và gia đình. Trong khi bác sĩ Lê Khắc Thu chưa nhận được bất cứ phản hồi nào thì ngày 26 tháng 9, giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế Trần Kiêm Hảo ký công văn gửi Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc đồng ý về điều động luân chuyển bổ nhiệm của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc đối với bác sĩ Thu. Căn cứ văn bản nêu trên, sáng ngày 30 tháng 9, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc Lê Viết Cường ban hành quyết định luân chuyển bổ nhiệm đối với bác sĩ Lê Khắc Thu. Điều đáng nói, thời điểm này, bác sĩ Thu đang cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng không thể tự đi lại mà phải ngồi xe lăn chờ phẫu thuật xương khớp. Được biết, bác sĩ Lê Khắc Thu có 36 năm làm việc trong ngành y tế, từng có thời gian dài công tác, khám, điều trị bệnh cho người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa khó khăn. Đến năm 2002, bác sĩ Thu được điều động về làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, được bổ nhiệm làm phó trưởng khoa khám bệnh, hồi sức cấp cứu, rồi kinh qua nhiều vị trí trưởng khoa, phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác. Từ tháng 4 năm 2021 đến thời điểm có quyết định luân chuyển về trạm y tế xã Lộc Thủy, ông Thu là trưởng khoa khám bệnh, phụ trách phòng răng hàm mặt của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. Bác sĩ Thu chỉ còn 2 năm đến tuổi nghỉ hưu, từng có nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Việc bị điều động trở lại cơ sở khi chỉ còn 2 năm trước khi nghỉ hưu theo chế độ, bản thân mắc bệnh khiến vị bác sĩ này thấy hụt hẫng. Ông mong Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế thừa Thiên Huế xem xét để có quyết định hợp tình hợp lý theo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm quy định người được bổ nhiệm theo quy định hiện hành, bác sĩ Lê Khắc Thu chưa từng được quy hoạch vào vị trí Trạm trưởng Trạm y tế xã Lộc Thủy trước đó mà chỉ được thực hiện theo một quy trình bổ nhiệm, điều động viên chức quản lý chỉ trong gần 2 tháng kể từ sau phiên họp của ban giám đốc Sở Y tế, các phòng chức năng của sở với trung tâm y tế huyện Phú Lộc Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng, về quy trình và căn cứ các quy định hiện hành, việc điều động bổ nhiệm luân chuyển bác sĩ Thu là không sai, nhưng việc ra quyết định về công tác cán bộ trong lúc người này nằm viện điều trị là không đúng. Theo ông Bắc, thời điểm bác sĩ Thu nằm viện, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc không nhận được đơn xin nghỉ phép nên không biết để tạm dừng luân chuyển. Sau khi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc và xem xét thực tế hiện nay, lãnh đạo Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc tạm ngừng thực hiện quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đối với bác sĩ Lê Khắc Thu. Quyết định tạm dừng luân chuyển, bổ nhiệm hiện đã được triển khai. Ông Lê Viết Bắc cho biết, sau khi bác sĩ Thu điều trị bệnh xong, tùy theo tình hình, nguyện vọng, Sở và Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc sẽ xem xét để có hướng giải quyết phù hợp. Công an quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng vừa truy xét và bắt giữ Võ Văn Sang, 37 tuổi, chú phường Hòa An quận Cẩm Lệ và Trần Minh Tú, 44 tuổi, chú phường Chính Gián quận Thanh Khê về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, do cần tiền tiêu xài nên hai đối tượng đã thông đồng thực hiện nhiều vụ trộm cắp và tiêu thụ nhiều xe máy trên địa bàn. Theo cơ quan công an, Võ Văn Sang không có việc làm nên nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thủ đoạn của Sang phần lớn là dạo quanh các khu dân cư, lợi dụng người dân sơ hở để xe máy không khóa cổ hay không có người trông coi thì thực hiện việc bẻ khóa chiếm đoạt, sau đó bán cho Trần Minh Tú. Thấy việc làm ăn thuận lợi, Tú lợi dụng nghề buôn bán phế liệu, đặt hàng cho Sang mua và bán xe trộm cắp. Mỗi xe bán được, Tú đưa cho Sang khoảng 2 triệu đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong năm 2024, Sang và Tú đã cấu kết với nhau thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 3 vụ trộm cắp xe máy của người dân vào ngày mùng 7, ngày mùng 10 tháng 5 và 16 tháng 9 năm 2024 trên địa bàn phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Hiện vụ việc đang được công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 5 tháng 10, lãnh đạo công an thành phố Tử Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh và tiếp nhận đơn khiếu kiện của một nam tài xế về việc bị nhóm người chặn đường, hành hung khi đang lưu thông trên đường, công an thành phố Tử Sơn đã chỉ đạo công an phường Châu Khê triệu tập những người liên quan để làm rõ sự vụ. Hiện cơ quan chức năng đã mời những người liên quan đến vụ việc lên làm việc và xác minh được ba đối tượng trực tiếp tham gia chặn đường, hành hung nam tài xế. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế bị nhóm người chặn đường hành hung. Theo nội dung được ghi lại trong clip, vụ việc xảy ra lúc 8 giờ 10 phút ngày mùng 2 tháng 10 trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua phố Đà Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn. Trong lúc taxi biển số Bắc Ninh 99A vượt ô tô con khác biển kiểm soát 30K59958 đang dừng đỗ bên đường, giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại trước khi xe biển 99A lùi lại cho xe kia tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, vài phút sau, khi xe biển kiểm soát 30K 59958 về đến nhà, nhóm người trên xe và một số người thân đã chặn đường, lao vào hành hung tài xế ô tô phía sau. Chiếc xe taxi của nạn nhân cũng bị đập gãy gương chiếu hậu. Sau khi bị đánh, nạn nhân đã nhập viện điều trị, nên trước mắt cơ quan công an đang làm việc với đại diện gia đình, người nhà nạn nhân cho biết, nam tài xế làm việc tại hãng taxi Sao Mai Bắc Ninh. Thời điểm xảy ra vụ việc, nam tài xế đang trên đường vận chuyển khách từ Bắc Ninh đến Hà Nội. Sự việc cũng khiến nữ hành khách hoảng sợ chạy khỏi xe. Hiện nam tài xế vẫn đang bị đau, được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Tình trạng ủn tắc giao thông trước các cổng trường học tại thành phố Đà Nẵng vì việc phụ huynh đưa đón con đến trường khiến nhiều người đi đường bức xúc. Tại các trường tiểu học Hồng Quang, Nguyễn Văn Trỗi, trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng thường rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông vào cuối giờ chiều. Theo ghi nhận, vào giờ tan học, tuyến đường Hoàng Văn Thái, Tôn Đức Thắng có hàng trăm phương tiện xe ô tô, xe máy đỗ ở lòng lề đường đón con khiến các khu vực này luôn trong tình trạng ùn tắc, nhiều xe không có chỗ lưu thông. Thường xuyên lưu thông qua tuyến đường vào lúc tan học, anh Nguyễn Văn Quý, chú ở quận Liên Triểu bức xúc trước tình trạng ùn tắc do nhiều phụ huynh đậu đỗ xe không đúng chỗ. Anh Quý nói, Tôi thường xuyên tan làm vào giờ này, chạy qua đây phải chen lấn nhau để đi, rất nguy hiểm. Việc nhiều người đón con dừng xe giữa lòng đường khiến phương tiện gặp khó khăn khi tham gia giao thông qua khu vực này. Rất nhiều phụ huynh đến đón nhưng không đội mũ bảo hiểm cho con, thậm chí kẹp ba di chuyển trên đường tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đại úy Trần Viết Trinh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Liên Triều cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại các cổng trường vào mỗi giờ tan học để điều tiết giao thông. Tuy nhiên, lượng phụ huynh đón con quá đông nên gây ra rất nhiều khó khăn. Đại úy Trinh nói, chúng tôi cũng bàn bạc với nhà trường để đưa ra phương án phù hợp nhất, tránh tình trạng ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm. Đại úy Trinh cho biết thêm, về vấn đề phụ huynh đón con không đội mũ bảo hiểm, lực lượng cũng thường xuyên kiểm tra, xử phạt những trường hợp chạy ngược chiều, đón con không đội mũ bảo hiểm trước cổng trường để đảm bảo trật tự giao thông và đảm bảo an toàn cho nhiều người đi đường thời gian gần đây công an huyện lạng giang bắc giang tiếp nhận phản ánh của người dân về việc tham gia đầu tư trên sàn điện tử bo sau đó bị lừa đảo chiếm đoạt tiền công an huyện lạng giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bắc giang sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh làm rõ theo đó, ngày 26 tháng 9 năm 2024, công an huyện Lạng Giang phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Trường Anh, sinh năm 1997, trú tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1990, trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Quá trình điều tra, bước đầu xác định nhằm thu hút những con mồi, đối tượng Trường Anh đã cắt ghép chỉnh sửa các video clip về đầu tư tiền ảo rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội tiktok để giới thiệu quảng cáo đầu tư sàn điện tử bo với cam kết đầu tư dễ dàng lợi nhuận cao qua đó nhiều nạn nhân đã dính bẫy khi có người đầu tư tham gia đối tượng trường anh hướng dẫn truy cập vào đường link có sẵn để lập tài khoản đăng ký đầu tư đồng thời cung cấp tài khoản ngân hàng do cường quản lý và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền vào để trường anh đầu tư hộ để tạo niềm tin cho người đầu tư, Trường Anh sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh để làm giả thông tin hình ảnh minh chứng về việc đầu tư có lãi và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền phí để được rút tiền hoặc mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn để tiếp tục sinh lợi nhuận. Đến khi nhà đầu tư muốn rút tiền thì đối tượng lấy nhiều lý do để không thể rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi vốn ban đầu. Nhưng thực tế, đối tượng Trường Anh đã chiếm đoạt số tiền trên và tìm cách chặn liên lạc với người đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Trường Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Để làm sạch số tiền lừa đảo, đối tượng Trường Anh nhờ Nguyễn Văn Cường là người quản lý tài khoản ngân hàng đăng ký bằng tên của người khác để luân chuyển dòng tiền qua nhiều ngân hàng khác nhau. Sau đó, chỉ định chuyển đến tài khoản một người cụ thể nào đó có tiền mặt để đối tượng lấy tiền về sử dụng. Đặc biệt, Đối tượng Cường khai nhận với thủ đoạn như trên, Y đã giúp Trường Anh và một số đối tượng lừa đảo khác rửa tiền, làm sạch hàng tỷ đồng để đem lưu thông, sử dụng trên thị trường. Hiện, Công an huyện Lạng Giang đang tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra. Tại Hà Nội, đã xảy ra vụ 13 học sinh trường trung học cơ sở Bình Minh, huyện Thanh Oai phải nhập viện nghi ngờ bị ngộ độc sau khi uống nước ngọt, được phát miễn phí tại cổng trường vào ngày 30 tháng 9. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội phối hợp cùng cơ quan liên quan đã lập đoàn kiểm tra xác minh tiến hành niêm phong 234 chai trà mật ong bon cha vị ô long đào trên nhãn ghi sản phẩm của công ty cổ phần Uniben, địa chỉ ở tỉnh Bình Dương sản xuất hai chai nước C2. Đây là các chai nước ngọt được phát miễn phí tại cổng trường trung học cơ sở Bình Minh, trong đó có 98 chai nước đã sử dụng, học sinh đã uống, 136 chai chưa sử dụng. Đoàn đã lấy mẫu hai loại nước ngọt này gửi đi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Chiều ngày 4 tháng 10, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia đã công bố kết quả kiểm nghiệm. Theo đó, với hai mẫu sản phẩm được chuyển đến, các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vật đều cho kết quả đạt tiêu chuẩn và an toàn với người sử dụng. Vì vậy, xác định nguyên nhân khiến các học sinh nhập viện không phải do ngộ độc sau khi uống nước ngọt. Ngoài ra, ngày 30 tháng 9, ngày diễn ra vụ nghi ngờ ngộ độc, trường trung học cơ sở Bình Minh không tổ chức ăn bán chú. Vì vậy, nguyên nhân ngộ độc thực phẩm do ăn uống tại trường cũng bị loại trừ. Theo đại diện phòng y tế huyện Thanh Oai, về các triệu chứng đau bụng, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn mà các học sinh gặp phải sau khi uống nước ngọt miễn phí có thể do các em đã uống một lượng lớn nước ngọt. Theo đó, khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều đường hoặc carbohydrate, tuyến tụy hoạt động mạnh để tạo ra insulin giúp phân hủy đường, điều chỉnh đường huyết lượng đường trong máu giảm đột ngột làm hạ đường huyết dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn đau bụng mệt mỏi run rẩy choáng váng thay đổi tâm trạng và đau đầu tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội khuyến cáo đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh qua đó giúp các em biết cách lựa chọn các thực phẩm bảo đảm an toàn nói không với các quán hàng thức ăn đường phố không an toàn đồng thời tri cục sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng phụ huynh học sinh về kiến thức việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ khi có biểu hiện nghi ngờ sử dụng thực phẩm không an toàn người dân cần đến ngay cơ sở y tế để khám kịp thời Ngày 5 tháng 10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an huyện Long Hồ đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng đối với LHN, sinh năm 1988, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội. Trước đó, Công an huyện Long Hồ tiếp nhận đơn trình báo của ông Phan Thanh Phong, pháp danh Thích Tịnh Hòa, trụ trì Chùa Sơn An, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, về việc một chủ trại hòm ở địa phương đến Chùa Sơn An để live stream trên mạng xã hội Facebook và có những lời lẽ xúc phạm trụ trì và nhà chùa. Theo kết quả xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 6 tháng 9. Vì cho rằng vị trụ trì đã can thiệp vào hoạt động kinh doanh của mình, nên LHN, chủ trại hòm HN, đã vào Chùa Sơn An tìm trụ trì. Do không gặp được trụ trì chùa để nói chuyện, N có to tiếng và đã đi ra ngoài cổng chùa dùng điện thoại phát một đoạn video trực tiếp trên Facebook dài khoảng 3 phút với nội dung Thầy Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sơn An mà có hành vi kinh doanh, có lái với chạy hòm MT để kinh doanh hưởng hoa hồng. Cùng lúc này, lực lượng công an xã Thành Đức, huyện Long Hồ đã có mặt để ngăn chặn hành vi, trao đổi làm việc với N và những người có liên quan. Tuy nhiên, N không dừng đoạn phát video trực tiếp mà tiếp tục phát ngôn và phát clip. Quá trình xác minh, cơ quan công an đã mời những người có liên quan mà N nhắc đến trong clip. Tuy nhiên, N không có cơ sở chứng minh sự thỏa thuận giữa chủ trì chùa và chủ trại hòm MT. Sau khi công an huyện Long Hồ mời N làm việc, giải thích quyền và nghĩa vụ của người vi phạm, N đã thừa nhận hành vi vi phạm, chấp hành quyết định và đã chấp hành xong nghĩa vụ đóng phạt qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần tìm hiểu quy định của pháp luật, hãy sử dụng mạng xã hội văn minh, văn hóa, tuyệt đối không được lợi dụng mạng xã hội đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đêm mùng 9 tháng 9, có lẽ là đêm kinh hoàng mà cả cuộc đời này, chị Lý Thị Tòng, 33 tuổi, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cùng các con không thể nào quên. Trận lũ định mệnh đã cướp đi của chị người chồng, người bố, cướp đi của các con chị người cha, người ông. Hiện mới chỉ tìm thấy chồng của chị cách hiện trường 150 km. Do mưa lũ chưa cắt đường đi, chị Tòng không kịp xuống nhận dạng. Chồng chị được người dân địa phương an táng tại Yên Bái. Bố chị Tòng vẫn đang mất tích. Giờ đây, bốn mẹ con chị chỉ biết nương tựa vào nhau, sống qua ngày. Theo lời kể của chị Tòng, khoảng 23 giờ 30 phút đêm mùng 9 tháng 9, lượng đất đá sạt lở lớn từ ngọn núi bên kia sông chảy đổ xuống đã làm sập cuốn trôi hoàn toàn ngôi nhà của gia đình nằm ở bờ sông. Trước thời điểm đó, chị Tòng, mẹ chồng cùng ba con, một cháu đã sang nhà người thân ở, còn bố chồng và chồng chị vẫn đang tìm cách kê cao đồ đạc, thóc, ngô trong nhà nên đã không kịp thoát. Từ lúc bão đến giờ cháu mới quay lại đây, cháu nhìn thấy cháu buồn lắm. Bây giờ bố cháu mất rồi, ông cháu cũng không về nữa, chỗ này cháu ở từ bé đến lớn. Đó là những lời tâm sự nghẹn ngào của bàn văn trường khi cùng với mẹ là chị Lý Thị Tòng trở lại khu đất từng là ngôi nhà hạnh phúc của mình tại thôn Kho Vàng. Thời gian qua, đoạn đường 400m thuộc tuyến DT 609 qua địa bàn hai phường Vĩnh Điện và Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trở thành nỗi ám ảnh khiếp đảm của người tham gia giao thông. Trong khi đó, với bà con sinh sống dọc hai bên đường, ngày qua ngày họ đang cắn rằng chịu đựng cảnh sống chung với bầu không khí ô nhiễm do đoạn đường làm mãi không xong. Theo tìm hiểu, dự án sửa chữa hoàn trả có chiều dài khoảng 1,7 km, tổng mức đầu tư dự án khoảng 40 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 37,2 tỷ đồng để triển khai dự án và hỗ trợ 70% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, còn lại là ngân sách thị xã Điện Bàn bố trí vốn đối ứng để thực hiện. Dự án triển khai từ năm 2019 và dự kiến hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và dịch Covid-19 nên đoạn đường 250m thuộc phường Điện An và 150m thuộc phường Vĩnh Điện không thể thi công hoàn thành đúng tiến độ. Người dân địa phương cho biết, cách đây nửa năm, nhà thầu đã dùng xe lưu cán bằng mặt đường và giải đá răm. Ai nấy đều nghĩ đơn vị thi công sẽ sớm triển khai tiếp phần thảm lớp nhựa mới cho mặt đường để khớp nối với toàn tuyến. Nào ngờ, nhiều tháng trời trôi qua, mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Trong thời gian dài cổ chờ thi công, hàng ngày đoạn đường này phải gánh hàng nghìn lượt phương tiện qua lại. Dần ra, mặt đường xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bất kể xe lớn, xe nhỏ, chạy trên đường đều sới tung bụi bay mù mịt. Từ đó, người dân địa phương ví von đây là con đường đau khổ. Vừa răng bạt che chắn không gian phía trước nhà mình, ông Thân Vĩnh Thành, chú khối bằng An Đông, phường Điện An vừa bày tỏ bức xúc. Xe cộ chạy ầm ầm trên đoạn đường này cả ngày lẫn đêm nên bụi bặm cứ thế tung bay không ngớt. Tất tần tật nhà cửa ở đây đều trong trạng thái đóng kín mít. Vậy mà bụi vẫn lọt vào, bám thành từng lớp dày cộm trên bàn ghế, vách tường, tivi, tủ lạnh. Quả thật, không có khách khổ nào bằng cái khổ môi trường sống đang bị bức tử khủng khiếp. Cứ cái đàn này, người dân đổ bệnh hết. Để hạn chế bụi bặm, người dân đành đặt để hàng chục chướng ngại vật trên đường nhằm ngăn các xe tải trọng lớn tung hoành. Trung bình cứ 5 mét, bà con địa phương lại dựng một vật cản. Từ thùng xốp, thùng rác, bạt dù cho đến nhành cây đều được sử dụng để bố trí nhăn nhản trên con đường đau khổ. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn cho biết, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã giải tỏa xong mặt bằng và bàn giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam chủ đầu tư dự án. Đơn vị thi công cũng đã bó về hè, đổ đá cấp phối nhưng không thảm nhựa. Trong khi đó, ông Trần Duy Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam thông tin, Tháng 9 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hoàn trả đoạn km 0 đến km 1 700 tuyến đường DT 609 cũ. Cụ thể, tỉnh đã quyết định bổ sung thêm gần 4 tỷ đồng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện dự án cũng được điều chỉnh từ năm 2019 đến năm 2024 khi vướng mắc mặt bằng đã được giải quyết ngay trong đầu tháng 10, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu bắt tay thi công thảm nhựa 400m đường còn dang dở, dự kiến đến tháng 11 năm 2024 sẽ hoàn thành. Tại họp báo Bộ Công an chiều ngày 4 tháng 10, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra đã cung cấp thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh, cũng như các vụ án khác như Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, công ty cây xanh công minh đã tham gia đấu thầu hơn 600 gói thầu tại nhiều địa phương, với tổng trị giá lên tới 3.500 tỷ đồng, trong đó đã được thanh toán 3.000 tỷ đồng. Cụ thể, đại diện cơ quan an ninh điều tra cho biết, vào tháng 5 năm 2024, đã khởi tố vụ án về vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ liên quan đến công ty cây xanh công minh và một số tỉnh, thành phố. Hiện tại, vụ án vẫn chưa khởi tố bị can. Theo kết quả điều tra, công ty Cây Xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để thiết lập giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án, và sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, công ty này được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống để tham gia và trúng thầu. Kết quả ra soát cho thấy khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của công ty Cây Xanh Công Minh đã tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu với tổng giá trị 3.500 tỷ đồng và đã nhận thanh toán 3.000 tỷ đồng cơ quan an ninh điều tra đang tập trung làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan xác định thiệt hại và thu hồi cho nhà nước cơ quan điều tra cũng khuyến nghị các tổ chức cá nhân có liên quan chủ động trình báo cung cấp hồ sơ tài liệu về các sai phạm liên quan để được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội đã kiểm tra 26.489 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, bắt 718 vụ, 1.376 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, thu hồi 6.060 khẩu súng các loại, xử lý 1.047.550 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 1.870 tỷ đồng, tạm giữ 321.766 phương tiện, Tổ chức đấu giá 10.712 biển số xe với tổng số tiền hơn 833 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã huy động 17.721 lượt cán bộ chiến sĩ và 3.017 lượt phương tiện tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ, tổ chức hướng dẫn thoát nạn và cứu được 4.988 người, tìm kiếm 279 thi thể trong các đám cháy và các vụ tai nạn sự cố. Ngày 4 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân và một công chức địa chính xã Đức Trạch về tội giả mạo trong công tác. Hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm Hồ Đăng Chiến, sinh năm 1965, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bố Trạch, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Trạch, Hồ Hoàng Quân sinh năm 1975, công chức địa chính xã Trung Trạch, nguyên công chức địa chính xã Đức Trạch, Bố Trạch. Trước đó năm 2017, các ông Hồ Đăng Ca và Hồ Đăng Nờ, trú tại thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 305, tờ bản đồ số 12 tại thôn Đức Trung, nên đã làm đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân xã Đức Trạch. Trong khi diện tích đất đang còn tranh chấp, Ủy ban Nhân dân xã chưa giải quyết đơn thì năm 2019, ông Hồ Đăng Nờ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đang tranh chấp thời điểm đó hồ hoàng quân là công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường xã đức trạch đã làm các thủ tục và làm giả một số giấy tờ xin cấp đất để giúp ông nờ sau khi hợp thức hóa hồ sơ giả hồ hoàng quân đã trình hồ sơ cấp đất cho hồ đăng chiến chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức trạch để ký xác nhận bản thân hồ đăng chiến biết rõ hồ sơ liên quan thửa đất trên là không đúng quy định nhưng do có động cơ cá nhân với hồ đăng nờ nên đã chỉ đạo cho quân lập hồ sơ và ký xác nhận các thủ tục qua khám xét nơi ở nơi làm việc của Hồ Đăng Chiến và Hồ Hoàng Quân, cơ quan công an huyện Bố Trạch đã thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án. Nhấn mạnh việc xử lý vi phạm pháp luật giao thông sẽ không có vùng cấm và không có ngoại lệ tại buổi họp báo, thông báo tình hình và kết quả công tác của lực lượng công an quý 3 năm 2024 vào chiều ngày 4 tháng 10. Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Bộ Công an sẽ giữ nguyên mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Dù đã có nhiều biện pháp xử lý, nhưng vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông. Trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, có trên 7.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã được báo cáo về các cơ quan, đơn vị quản lý ghi nhận trong thời gian gần đây, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, ý thức chấp hành của người dân đã tốt dần lên, không còn nhiều tình trạng tài xế lái ô tô sau khi uống rượu bia. Đối với các trường hợp là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giảm hẳn việc uống rượu bia trong ngày làm việc, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết Bộ Công an yêu cầu các lực lượng trong quá trình tuần tra và kiểm tra tuân thủ quy định, thượng tôn pháp luật, không chấp nhận bất kỳ can thiệp nào để bỏ qua lỗi vi phạm. Về trách nhiệm của các thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị liên quan đến các cán bộ vi phạm, Bộ Công an sẽ xem xét xử lý khi có số liệu cụ thể từ các đơn vị gửi về. Về mức xử phạt, thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng cho biết sẽ giữ nguyên các quy định về nồng độ cồn theo nghị định 100. Đối với người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đúng quy định, mức phạt sẽ từ 400.000 đến 600.000 đồng, được cho là phù hợp và có tính răn đe.